Xin chào cả nhà. Mình đến từ nhà vườn Hải Đăng. Nhà vườn Hải Đăng thì các bạn cũng biết rồi, là một bên chuyên cung cấp các giống cây trồng như là cây dược liệu, cây ăn quả, cây rau rừng, rất nhiều loại. Ngày hôm nay thì nhà vườn sẽ giới thiệu với các bạn một dòng cây thuộc về dòng cây dược liệu, đó là cây 68 phân. 68 phân thì có khá nhiều tên. Ví dụ trong đông y thì được gọi là đơn diệp đằng này, đơn diệp đằng thích này. Còn chỗ khác thì có thể gọi là cây thần xạ này. Chúng thì thuộc về họ cam. Cho nên là rễ của cái cây 68 phân thì nó có dạng hình giống như cây cam rừng đấy các bạn nhé. Về tác dụng thì 68 phân là một trong những loại thảo dược quý hiếm nhất hiện nay. Bởi vì ngoài tự nhiên thì hầu như có rất là ít. Vì bị cái tình trạng khai thác tận thu đến mức cạn kiệt. Còn về việc cái việc mà nhân giống 68 phân thì gặp cũng khá nhiều khó khăn. Vì nguồn giống thì nó đã khan hiếm rồi. Đấy. Cho nên cái giá thành của cây nó cũng không hề rẻ. Cái tác dụng của cây 68 phân. Thứ nhất là cây và rễ thì có rất là nhiều tác dụng. Giúp chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào gốc ở trong gan. 68 phân thì còn có tác dụng là hỗ trợ ức chế gây độc cho tế bào ung thư, kiểm soát chúng. Từ đó để cái việc điều trị hiệu quả hơn và tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau cho người bệnh. Để đặt mua những cây giống đảm bảo thì các bạn nên chọn mua những nhà vườn uy tín. Thì thực ra nó hiếm cho nên nhiều khi chúng ta mua có thể là sẽ bị nhầm, bị những cái nơi họ bán mà không có gì là rất là hay bị nhầm. Thứ nhất là cây giống thì phải đảm bảo những cái yếu tố như là cây có nguồn gốc giống này, phải đảm bảo này. Cây đã được ươm trồng trong bầu đất ít nhất là phải được 5 đến 6 tháng. Phải có rễ non nhiều, phát triển tốt, đã có đọt này, sống phải ổn định, giống là sạch bệnh, khỏe mạnh. Thì trên đây nhà vườn vừa giới thiệu cho các bạn về cái cây 68 phân và cái hình ảnh cây thì như nhà vườn cũng đang quay cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ qua trực tiếp nhà vườn tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.